Kính thưa quý vị và kính chương trình đã xin quý vị cùng thưởng thức một bài tân cổ Nỗi buồn qua phần sáng tác âm nhạc Thanh Sơn lời đọc cổ Quế Chi qua phần thể hiện của Năm Quảng và Mỹ Phong. Oh,
để nhớ lại ngày nào không bóng bóng
Thank you.
Để tôi em đây làm bài con giàu.
Thank you.
sông bó là bó người tình xưa buông đi thấy hốc chồng để đồng xanh nào nghề nắng rồi để tình tôi lớn là ước mơ gặp lại có nắng thêm nghẹn ngào chưa có thằng đó em đây mình thắng nhịp mưa trùng và tôi thấy là ngày bóng người tình chung chờ mong yêu mình mong lung chuyện tình làm mất cho mái hòa tan phong. Kính thưa toàn thể quý vị, bài chương trình tình thì đã xin mời quý vị cùng đến với bộ sáng tác nhạc Nhật Ngân lời nhạc cổ Long Thảo. Bài kỳ cổ được mang tên Cho Dừa Lòng Em qua phần thể hiện của Thành Lý và Giới. Bài hát này xin mời Quỳnh Diệp lên trò diễn cho Thành Lý. Cho dù một vài trăm năm kiếp đẹp
Ngọc Bích và
với cái thực tập này chúng tôi được qua với phần hỗ trợ của Thanh Đô. Giờ này nơi bản Mã Sơn đã rộn ràng hôn lệ nàng đã một đồng trong trần tay nhau Bye.
tục tất trục mỗi người con nghe tình chân hương mỗi lần em ở quên luôn chắc nhìn nhiều năm nó cũng nâng phần trả lại em ca tiếng nhau kéo sân gió ngàn hướng làm lắm dai người yêu ba No.
đường về bên thấy xa xôi, còn tung tiền của áo hôn bên kia. Oh, yeah.
đúng tình. Thank you.
thưa toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình ca cổ miền Dương đang được phát trực tiếp trên kênh YouTube Ca Nhạc Ca Cổ miền Dương và trên trang Facebook của mình hôm nay. Quý vị yêu thích chương trình đừng quên bấm đăng ký kênh và giới thiệu chia sẻ cho nhiều người cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể quý vị, nhằm tạo một cái nhịp cầu nối cho những trái tim đam mê bộ môn nghệ thuật đến với một môn cải lương và cũng góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cải lương là cái nơi, là cái nơi, là món ăn tinh thần và cũng là một món quà vô giá được nhà nước công nhận là văn hóa phi vật thể của quốc gia. Kính thưa toàn thể quý vị, và cũng để xua tan đi những mệt mỏi sau những ngày lao động làm việc vất vả trong tuần, thì sân khấu ca cổ miền Dương lại được sắp đèn hơn 6 năm qua, và cũng để góp phần phục vụ cho khán giả xa gần. Và đến với sân khấu ca cổ miền Dương, chúng ta không phân biệt hát hay hay dở, miễn là chúng ta có tinh thần yêu thích văn nghệ và chúng ta đến với một sân chơi và một cái trái tim và một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với bộ môn cải lương. Vâng, kính thưa toàn thể về, và để nghe tiếp chương trình thì tôi xin mời quý vị cùng đến một sân khấu của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, bài ca cổ được mang tên Gió Đông Sơ và phần thể hiện của Tư Bộ. Bình thường là người thù hại ơi, lúc nhà mình ngồi anh không đắn đôi, hay nhớ của ngàn nhớ hôn anh để gì mình đành không thèm nghe em một lần. Cây thù lá trong tay mộng cho anh từ đâu mẹ mang chân cám tiếng chân
vào cây ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.